là bệnh trị mo và hai dấu hiệu quay trở lại. Chỉ trong mấy tháng vừa qua thì bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận tới 12 ca mắc bệnh huyết mo, trong đó 4 ca đã tử vong. Điều đáng lưu tâm là nếu như trước đây 5 đến 10 năm mới có 20 ca mắc căn bệnh nguy hiểm này, thì từ đầu năm đến nay chỉ riêng tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận tới 20 ca. Huyết mo là gì và nó nguy hiểm như thế nào? Chúng tôi đã mời đến trường quay này Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai để trao đổi rõ hơn về vấn đề này. Xin cảm ơn ông đã nhận lời đến với chương trình. Trước tiên ạ, xin được hỏi ngay bác sĩ là huyết mo là bệnh gì ạ và những cảnh báo mà bác sĩ đưa ra là như thế nào? Vâng, huyết mo hay còn gọi là bệnh myelodysplasia, mang tên của nhà khoa học người Anh, tên là huyết mo. Đặt tên như vậy thực ra nó là do vi khuẩn gram âm gây nên, tên là Bacteria pseudomallei. Đây là một bệnh mà truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm và có thể lây từ môi trường đất và nước sang người. Thế cũng phải nói luôn là đây là một cái bệnh không phải lạ mà cũng không phải bệnh mới, mà đã là một cái bệnh mà đã được phát hiện từ những cái năm đầu của thế kỷ thứ 20. Ở Việt Nam thì đã phát hiện từ những ca đầu tiên từ những năm 1925. Từ trước đến nay thì cái ca bệnh này thì lãng quên, tức là rất khó chẩn đoán và hàng năm xuất hiện lẻ tẻ chỉ khoảng độ 1-2 trường hợp. Nhưng mà không chỉ Việt Nam, các nước xung quanh từ Anh, Thái Lan, Myanmar, các nước Việt Nam có thể tính tới 10.000 trường hợp mỗi năm và tử vong có thể tới hàng 4.000 đến 5.000 một ca. Tuy nhiên thì số lượng phát hiện rất là thấp. Gần đây cái số lượng mà được phát hiện tăng, đặc biệt là ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi phát hiện trên dân số tháng 8 hơn chục trường hợp, thì có thể giải thích là do cái điều kiện mùa này là mùa mưa và cái thời điểm mà cũng phù hợp với bệnh huyết mo xuất hiện là từ thường từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Thế thứ hai nữa là các cái bệnh nhân thì không phải ai cũng bị. Đấy, thường là những cái người mà không có hệ suy giảm miễn dịch, bệnh tiểu đường là hay gặp nhất, sau đó những bệnh phổi, bệnh thận mãn tính, và những cái người này nếu như làm việc ở trong những hoặc là sinh sống ở những cái môi trường mà có đất và nguồn nước mà có bị nhiễm vi khuẩn, và vi khuẩn đấy qua những cái vết chủ yếu là vết xây xước ngoài da sẽ vào và gây nên cái bệnh cảnh nhiễm trùng huyết nặng nề và tổn thương rất là đa dạng, cho nên là rất khó phát hiện. Và những cái biểu hiện, cái triệu chứng như thế nào? Triệu chứng của bệnh là bệnh cảnh của gây nhiễm trùng huyết, và triệu chứng đặc trưng là sốt và tổn thương rất nhiều các cơ quan ngoài da, trong nội tạng, các áp xe, và gây nên ở chủ yếu là hay gặp ở phổi, ở các nội tạng như lách, ở thận, ở các xương khớp. Thế và cái bệnh nó rất khó chẩn đoán, và có thể chúng tôi vừa qua xuất hiện phát hiện được một ca và gần như là rất hiếm gặp trên thế giới, cũng như ở Việt Nam lần đầu tiên chúng tôi đã xuất hiện ở cánh mũi một bệnh nhân ở tận tỉnh Bắc Cạn, nên là trên một cơ địa tiểu đường. Thế khi vào viện thì bệnh nhân đã đi qua rất nhiều nơi không phát hiện ra, thế và đến đây chúng tôi thì phát hiện cấy dịch mũ để phát hiện ra vi khuẩn. Như thế thì thấy rằng là các bệnh này nó diễn biến rất phức tạp, không chỉ có tổn thương ở nội tạng mà tổn thương ở nhiều cơ quan ngoài da rồi nhiều cơ quan khác, và các bác sĩ, các chuyên khoa đều phải nhận biết, phải biết về cái bệnh này để có thể phát hiện sớm, vì cái bệnh này nếu chẩn đoán sai thì sẽ điều trị sai và tỷ lệ tử vong rất là cao. Vâng, như vậy một cái yếu tố rất là nguy hiểm là bởi vì nó rất là khó chẩn đoán, dễ nhầm lẫn với những cái bệnh khác. Về phía người dân thì có những cái cách phòng chống như thế nào? Vâng, người dân thì cũng nên biết rằng là những cái người mà có những cơ địa mà hay miễn dịch suy giảm đấy, ví dụ như là bị tiểu đường, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh thận mãn tính, thì khi mà có biểu hiện như là sốt rồi các cái biểu hiện nhiễm trùng thì cần phải đến bệnh viện, và để các cái cơ sở y tế có khả năng năng lực xét nghiệm được thì mới phát hiện ra. Ví dụ như là các cái bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương đã được bắt đầu có nhiều bác sĩ và nhận biết được bệnh này thì sẽ xét nghiệm sớm, phát hiện và điều trị kịp thời. Vâng, xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường về những thông tin của bác vừa rồi. Cũng xin được cảm ơn biên tập viên Trần Hằng với những tin tức lúc 6 giờ và những thông tin thời tiết sẽ là